Rồi, em chào anh Tấn ơi. Chào tất cả anh em chú bác gần xa. Bữa nay em về Lô Mai được 7 cây anh em ơi. Cây khủng không à. Với dảo có, rồi xù cũng có, nu cũng có luôn. Nói chung là Lô Mai này rất đẹp. À, chứ. Dạ, cổ thụ không à. Khủng khủng không anh. Có cây này thì nhỏ nè. Cây này chiều cao nó 69 anh em. Hoành thân là 44 cái cũ rồi cả cũ này 73 anh em ơi. Cây chi cành đều nha anh em, cây này như lai 7 8 7 9 cánh nha. Dẻo lai chi cành đều, cũ đế này khá đều nha anh em, chi cành có đủ hết, nào chơi nha. Rồi cây này cây số 1 anh em ơi. Cái này em báo giá với anh em là 9 triệu. Em bao xếp 200 km. Số điện thoại của em là 0932 866 660. Cái này đến hôm rất khéo nha anh em. Củ to, cây nở cây lắm. Rồi ở miền Tây là em giao xe tải luôn à. Anh nào miền Bắc thì em giao Viettel hoặc bưu điện. Em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0932 866 660. Số Zalo của em luôn nha anh em. Cây số 2 nha anh em. Rồi cây này là cũng 579 cánh. Chia cành đều nha anh em. Con cái thì đế nó không được lực hung nhưng mà con chảy đều hết. Có đế hết nha anh em. Rồi chiều cao của em nó là 67. Cây này dót một măng nha anh em. Đọt này chút xíu à. Đọt nhỏ. Già cây chưa? Dạ cây này già cây à. Một thước à. Đúng rồi. Cây này là 60 hoành nha anh em. 60 hoành. Có mấy cọng ghế treo nó cắt rồi nó mặt hẹo đế không không đáng kể nha anh em. Nó màu kéo lắm. Rồi cây này cây số 2. Em báo giá với anh em là 22 triệu. Cây số 2 22 triệu anh em ơi. Chi cành có điều nha anh em, rất ngon. Rồi số điện thoại của em là 0932 866 660. Số Zalo của em nghe anh em. Em là kết bạn Zalo em bắn hình hình chi tiết hơn. Rồi tới cây xù nữa anh em. Cái này cũng 579 cánh lai nha anh em. Cái này lùng lực nha. Vô thế bonsai luôn. Giáo lai luôn mà xù trơn luôn nghe anh em. Xù nhìn nó quái lắm. Cái này lùng lực nghe anh em, búp măng luôn. Này cao nó 43. Hoành thân dưới nè, cái này em đo hai chỗ cho anh em. Nó dưới danh tử. Là 61. Trên cổ trên. Cổ trên này thì 45 anh em ơi. Em đo xuống danh tử này, danh tử. Cái này lùng rất quái nha anh em. Mặt này đẹp lắm nha. Rồi cây này mã số 3 nha anh em. Em báo giá với anh em là 17 triệu. Mã số 3. 17 triệu. Xù hết trơn nha anh em. Giáo lai luôn, 579 cánh. Quái lắm. Anh em nào bonsai lùng lực. Rồi tới cái số 4 anh em ơi. Ngay chính giữa.
thêm cây lên chút. Được luôn hả? Được. Rồi, cây này là cây bonsai đại anh em, chi cành đều nha. Chi cành thấy đều hết luôn. Chiều cao của em này là 89 luôn anh em ơi. 89. Đẹp luôn. Đúng bonsai sai đại luôn, chi cành đều hết luôn, thấy tứ diện anh em. Cái này mau chơi lắm nha. Cái này ra tược là bẻ ra là đủ tay chi chơi à. Không còn chỉnh sửa gì hết. Chiều cao 89. Hoành thân của em nó là 67 anh em. 67. Đo xích xuống cây này nở lắm nha anh em. Em đo cho xích xuống là nó 70 mấy lận. À, thân nó không à. Đó cái 70 mấy nhưng mà 60 hồi nãy 60 mấy đó. Cây này nở gió ngọn khoảng 22 à. Gió khoảng 22 anh em ơi. Chi cành đều nha. Cái này đúng bonsai đại luôn. Rồi cái này mã số 5. Số 4 hả? Rồi cái này thì mã số 4 anh em ơi. Số 4 cái này là 45 triệu anh em. 45 triệu. Cái này đế rất đều lùng lực anh em. Chi cành đều luôn. Đế nó còn xuống dữ lắm mà em ơi, tới đây là gì nó cân bằng đế à. Cái cọng này nó hơi nhảnh mà có cọng mồi à. Rồi, xuống. Rồi, số điện thoại của em là 0932866660. Đó là số Zalo của em. Rồi, tới cây nu nha anh em. Cây nu là cây mã số 5. Cây này lâu đời nha anh em ơi. Nu cục cục hết chứ. Chắc keo hồi chắc keo rồi, cây này chưa chắc keo, làm không kịp. Già nâu quá nghe anh em. Bộ đế rất đều luôn. Để quái. Nhìn nó quái lắm này nè. Cây này thì mai chùm bông đùm chứ không phải là giảo. Năm cánh nhưng mà bông đùm. Mấy cây nâu nâu đùm đẹp. Cao nó 82 nha anh em. Cây này dáng đa nha. Đa cây liền cây nha anh em, chứ không phải chập ha, là cây con vậy mọc vô hết. Cây liền hết. Nó quanh cho anh em thôi. 77 anh em ơi, 76. 76. Cây liền nha. 76 quanh thân anh em ơi. Cái gì dán đa hết sảy luôn. Cây bông năm cánh nha anh em, nghe bông đùm nha, bông chùm á. Rồi cây này có mã số số 5. Rồi cây này 55 triệu anh em ơi. Có cái gì cắt thôi, dưới là rễ dễ. Cây rễ cây này cây khác nó có cộng rễ một à, em cắt nè, cây rễ cây khác nha. 55 triệu. 55 triệu. Nâu nghe anh em, nhìn nó như cái khế găng vậy. 80 năm à. Cây này của gia cây à. Số điện thoại của em là 0932866660, là số Zalo của em anh em. Anh em nào xem thì kết bạn Zalo với em. Em chuyển thành trực tiếp cho xem. Gán à. Lên trên bàn quay cho anh em thấy rõ. Nè, một đại bác. Chết rồi. Hai thằng bánh. Bự con mà nó dành. Xù hết trơn ơi anh em. Cái này mã số 6. Khủng nghe anh em. Ngừng mét hoành lắm. Này đẹp này.
nó lên đây còn 4 5 đợt. Nhưng mà cắt giật hết. Tại này em cắt vừa hao thôi đúng chưa? Xù. Xù này mới mua khoảng 90% nghe anh em. Khủng à. Em cắt vừa hao với cắt giật giật lại. Cái đợt này em không dám cắt xuống, chừa lại anh em nào muốn còn 2 3 kiểu cắt lại. Cái này bonsai đại luôn anh em. Rồi cao 90 luôn. Lên đây nó thoát thân cái cục thịt nạc nó cái 42. Cục thịt đó 42 lên tới chi cạnh. Rồi đo cái quanh hai coi coi. Đo 2 3 điểm gì đi. Ừ. 2 điểm đi. Rồi điểm trên này đi. Trên này múc ở trên này là 80 81. Đó thân dưới nè nghe anh em. Này thân dưới nha. Thân dưới này nó 86. Rồi sang vòng đi để gì. Ừ. Còn cũ chắc 100 quá. Cũ sát dưới này luôn em đo ra 3 chỗ đi cho anh em tham khảo. Này 94 luôn. Cũ. Cũ đặc luôn nè. Gần mét vành nha anh em. Rồi cây này em báo giá với anh em là cây số 6 nha anh em. Rồi 120 triệu anh em ơi. Cái này cũng 5, 7, 9 cánh nha anh em. Số 6 120 triệu. Cây này mã số 6. Rồi tới cây số còn cây giảo giảo Thủ Đức nha anh em. Giảo gai. Để đã đi. Cái này giảo gai. Em không có giật em. Cái này chiều cao khoảng 3 mét anh em ơi. Thân đứng nhỏ này cái nhánh tử nè. Nó 1m25. Cao nó 3 mét nha anh em. Không nổi đâu. Cái này 10 người khi ginh đó nha anh em. Khoảng mấy kilo ra? Cái này khoảng 200 kg á. Xếp mặt luôn. Không sao anh em, thiện chí là mình giao xe tải. Còn miền Bắc thì cũng giao luôn. Ăn thương lượng. Em bao xếp 200 km. Nhắn ơi bye bye. Rồi cái này nó đặc điểm nó là giảo Thủ Đức, nhưng mà nó hồi nào giờ là chủ nhà nó là nó không có hộp nha anh em, đặc biệt đó. Nó chỗ ra bông rồi là rụng bông luôn rồi chứ không có hộp. Không có con luôn. Lá nó thì gan tay nha, mà loại giảo Thủ Đức thì anh em biết rồi đó. Là lá nó đậm đen à. Em bao luôn. Cái đường kính bầu nhiêu anh? Đường kính bầu à. Cái này đường kính bầu là nó 95 nha anh em. Ừ, thành 3 mét á. Rồi em đo bằng thanh. Thanh lớn đi, thanh lớn trước đi. Cái này là 59 luôn. 59. Đẹp luôn ngay đây nè. Thanh nhỏ nó 40. Rồi. 40. Rồi nguyên cái thân lớn với thân nhỏ luôn nha. Đo cho tham khảo là thân lớn thân nhỏ luôn, dính luôn là 92 nha anh em. Cũ 92. Rồi. 92 hai thân là 92. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 79 triệu. Giảo hột Thủ Đức nha anh em. Cái cũ này cũ đặt luôn ở dưới này để em đo. Là 111 luôn anh em. 101. Cũ đặt luôn. Ừ. Cây liền cây mẹ nó đâm lên cây con nha anh em. Em bao giảo hột Thủ Đức luôn.
mà không hột nghe anh em, nó độc lạ cái là không hột, chỗ bông rồi rụng hết luôn. Rồi 79 triệu, cây là số 7 anh em. Số 7, 79 triệu. 79. Rồi số điện thoại của em là 0932 866 60. Rồi em xin chào tất cả anh em, chú bác ủng hộ em từ bấy lâu nay. Rồi, tạm biệt.